Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài Oh My God của The Idol nhé. Video này thì mình có hướng dẫn chi tiết vào nhạc cũng tương đối chậm thôi, nên là mọi người hãy theo dõi kỹ càng từ động tác. Đối với những bạn mà đã tập nhanh rồi ấy, thì các bạn vẫn có thể nhìn thêm, theo dõi thêm video này để cho chốt thêm động tác của mình làm sao cho đẹp hơn nhé. Let's go, cùng tập thôi. 5 6 7 8. Đoạn thứ nhất, khởi đầu mình gọi là ngón tay nắm nhìn lên tay, hạ xuống thì úp vào bàn tay, cúi đầu mở hai tay như để vai như chảy phía trên, ngửa đầu đưa cầm qua phải, thả bên trái tay phải bắt đầu từ vai, đứng người đưa lên, hạ xuống, cúi, hất lên, xuống, nghiêng đầu qua trái, xoay một vòng, sang phải, đứng, đứng người, thu từ ngón tay. Nhấc chân trái đặt, sau đó đồng thời xoay hai gót phải đó, thử lại nhấc đặt xoay nhanh hơn, nhấc làm một hơi luôn. Khi chân bước đi như vậy thì hai tay chạm vào nhau, đưa lên đỉnh cầm, thả và làm hai lần tương tự như vậy, kết hợp nhấc dừng lên nhấc dừng lên. Tiếp theo đưa chân qua trái đổ về, tay phải là đầu đưa ngược qua trái, thả trái thu chân về, hạ tay rút lui, tay trái đưa lên cao, mở chân phải, rút tay phải, xoay người lên thẳng, sau đó đứng nhịp nhịp chân, đưa gót trái đồng thời để gót trái lên và mở tay phải ra, thử lại, đặt, xoay, đẩy, hông. Tiếp theo người cơ trái đùi chân phải, tay sẽ đưa lên cao,
đều được về đại lý chân phải, về mở chân phải người mở chân trái người xoay thẳng và đưa hông lên. Mở hai tay để tay phải xoay thu về trán, quay phải hất tay trái phía trên đổi và đổi tiếp tục phải trái hất đấm 1, 2, 3 lần bung ra và về vị trí này, tay phải sẽ đặt ở đây, cầm xuống 3 lần, tiếp theo thu chân đứng thẳng, tay phải đặt ở bên bên đối diện, tay trái tiếp theo đứng thẳng, tay phải trước, trái mở xuống thu về hông nắm lại nhún đổ người ra sau về thẳng thì hất dùng sức một chút nhún này đổ người về thẳng khi đổ người xoay vào ngón tay khi về thẳng nắm kết hợp đổ nắm đổ nắm tiếp theo mở xuôi xuống hai bên xoay ngược một vòng trái qua phải thử lại mở xoay tiếp theo tay phải đặt phía trên trái dưới và di chuyển động tác tiếp theo tay phải chọc chéo xuống dưới tay trái đan hợp với nhau đưa lên trước thì nắm thu về vai, đưa cả hai tay sang vai bên trái, ngửa, vòng lên trước, đưa về tay và xoay cổ tay một vòng, tiếp theo hất mở lên phía trước, mở chân trái, đổ người về trước, đồng thời tay đưa lên. Và 8 và 1 2
ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, và tám, và một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Thu về miệng và sau đó rút dần sang hai bên. Khi rút thì muốn đưa họng về phía trái, rút theo bật hai tay từ đầu, chân về thẳng, hạ tay, vòng tay phải qua cằm, dọn chân phải, thu chân trái, hạ luôn, đặt. Tiếp theo, nhún người, mở lòng bàn tay, để không có trái, đổi, không phải, mở rộng chân, hai tay che cằm ngửa, đưa về đầu, mở hai tay đồng thời nhún phải, nhún ở giữa, nhún hông trái, về động tác cũ, xoay đầu từ trái và đưa hông qua phải. Đi chân trái, mở, thu, mở, thu, mở chân trái và mở hai tay, tay phải phía trên, ra, mở, tay phải vòng qua đầu, ngửa, đồng thời, nhún, đưa hông dần qua. Tiếp theo, thứ hai chân, hạ người. Oh my God. Đưa phần từ trái qua phải, hai vòng, dẫn chân phải, cánh tay ra sau. Tiếp theo, xoay đầu một vòng, lên tay trái chống chân. Tiếp theo thẳng người, thắt tay từ dưới, lên, đặt ngang và kéo về. Đặt tay tiếp theo, chân trái thẳng, đổ trọng tâm về phía chân phải, tay trái quấn người, đưa người một vòng, hai vòng, đầu ra sau, hất lên, xoay người ra sau, vòng hai tay xuống không, nhún người lên, chạm, mở đấy là nhún người, người đầu ra sau, về tay. Mở chân phải, tay phải đặt không, nhìn lên trước, về
Vung hai tay lên, đầu gối thu về, nhún, dừng và mở, đưa xuống, lên đầu, bước xuống và mở tay trái, nhún, mở, phải, trái, tiến lên. Tiếp theo, đứng người vươn tay qua hông, lên thẳng, nâng chân trái, dậm và dậm, thử đạp, vuốt, nhanh, dậm và dậm. Đồng thời, hai tay đặt lên trước, hất qua phải, về và hất, về, hất và hất, thử đạp, nhún, vuốt hông, nhấc. Hất là hất. Tiếp theo, thu chân phải về, nhún, lên, thử lại, nhún, dừng vai phải, hất và hất. Tiếp theo, hai chân ngang, người dây phải, dây trái là vị trí như thế này. Sau đó, ngửa vào ra sau, về. Lên,
xoay người lên trước, đùi chân phải, đùi phải bật ra. Tiếp theo đập hai lần và về dáng hai lần vai trái và hất, đồng thời tay phải phía trên đầu và làm đồng thời này, một lần hai lần. Lần thứ hai xoay ngược qua phía bên trái. Tiếp theo hạ tay, nhún chân, thu chân phải trái. Khi thu ba chân, tay phải trái và hất đầu lên. Thử lại, hạ tay, nhún, thu hai chân, cúi đầu, ngẩng. Let's see. Xong sau cho một phía để người dừng và sau đó ngửa nằm sẵn từ trên xuống, xoay đầu qua trái, đổ trụ qua chân trái và dùng tay phải đập thẳng người về chân, đưa hai tay vòng lên phía cổ. Lên cổ ngửa và
từ bên đầu tiếp theo này, mở bên từ đây đầu đi 39 phải ngửa trái và về thẳng. Tiếp theo đầu nghiêng qua phía bên phải thì đập tay vào, thử hai lần như vậy. 1 2 đầu sẽ đưa về vị trí ban đầu và dùng hai tay trên đầu đây, dùng hai tay tiếp theo đồng thời hất hai tay lên cao phía trước người từ lên và sau đó hạ tay từ phía bên trái người sẽ đưa xuống về vị trí cũ, sau đó đưa hai tay lên tay xoay hai lần cổ tay rút chân phải lên và sau đó đứng dậy về dán tay trái đỡ tay phải để ở miệng tre đi hai bước mở chân. Tiếp theo mở tay ra trên miệng và bên trái người vẫn sẽ xoay theo về bên trái. Tiếp theo ngửa người về lần thứ hai về sau và dừng thử lại ngửa lần thứ hai về mở tay xoay người dừng lên thẳng người tay trái chọc xuống dưới tay phải đâm lên đầu người xoay người sang phải thử lại. Khi tay làm như vậy thì mọi người đầu vào chân trái đưa vào kết hợp với cả chân cả tay chọc về người sẽ có xu hướng hơi như một xuống về thử lại đổ người về mở xoay dừng chọc. Sau khi mọi người chọc xong một lần tiếp theo khu chân trái tay đưa lên cao và hất mạnh tay xuống thì người ngửa và sau đó về thẳng thử lại chọc lên hất về thử lại nhé chọc lên hất về động tác tiếp theo chân phải lên về tương tự đổi lên trên hai chân nhá bây giờ khi chân phải lên lần đầu tiên thì rút hai tay đồng thời rút hai
rút. Người sẽ nghe sang phía bên trái, rút về đổi bên. Đến lần thứ ba chân cũng như vậy, nhưng chỉ dừng một lần ở phía trên. Tay phải vòng dừng, sau đó vung tay phải lên cao, mở ra thì đồng thời chân ở phía trên này thu về dưới, mở hai đầu gối ra, về thẳng và mở về, thử nhá, chân phải đặt trên, mở về, mở về, thử lại này, rút và rút và rút, mở và mở. Tiếp theo di chuyển đứng tại chỗ, di chuyển đứng tại chỗ, sau đó đưa hai tay che cằm, mở lên, lùi về bằng chân trái, lùi và rút chân phía trên, có thể xoay ngang người lên bên trái, thử lại, lùi xoay, khi lùi dùng tay phải đẩy lên và sau đó thu về ngang, thử lại đẩy về. Tiếp theo nhún dẫn chân phải thì dễ hơn, dẫn trái dễ hơn, giữ thẳng, dậm hai chân vươn thêm, khi dậm thì nhún dễ hơn. Bây giờ thứ hai này thử làm nhé, một hai, ok. Để động tác sau khi mọi người rút tay về, thả hông hông và hất người sẽ mình xuống, lên thẳng lại làm hông hông, từ đầu sẽ lật hai chân ra sau, hất tay lên, thử lại, vung rút tay về ngang hông và hất về hông hông và lật lên, xoay người qua phía bên trái nhìn lên, hai tay của mình sẽ dừng ở đây, sau đó hạ xuống. Tiếp theo dẫn bên trái phải để xoay người ra đằng bên phải, thử lại hất xoay người dập và dập, khi dập hai chân, khi dập bên trái thì đưa tay phải lên, dập bên phải thì đưa tay trái lên, hai tay sẽ chạm vào nhau ở chỗ này. Tiếp theo vung lên trước ra sau đầu thì đồng thời nó sẽ chân trái, thì đồng thời nó sẽ chân phải để sang lên, thẳng lên người thẳng, thử nhá, vung về thẳng lại bật nhẹ này, mật xoay người trái phải và vung về thẳng. Khi chân về thẳng, tay của người sẽ vẫn ở chỗ này, lại lần nữa này, được này, chân trái chân phải hất về thẳng người, tay người sẽ mở ra hai bên, xoay cổ tay ra sau hai vòng từ trên cao xuống đất, hai. Đồng thời người sẽ đổ qua phía bên phải, đổ đổ đứng lên và sau đó ngồi xuống. Tiếp theo chống tay lại ra sau, đẩy đầu gối lại này. Tiếp theo chống tay lại ra sau, đầu gối phải đặt chống bên dưới thì đẩy chân nằm lên như thế này, đứt lên chân ngồi. Oh my.
Theo động tác giống hơn với phần đầu, ngửa lòng bàn tay đưa lên, sau đó úp đưa xuống, hạ vuông, ngửa đầu lên cằm thẳng, đi trái phải lên, hạ thấp đầu lên qua trái và sau đó xoay một vòng qua phải.